Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh tính đến nay số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung chỉ còn 129 người, số người đang được cách ly tại nhà là 160 người. Dự kiến ít nhất 12 ngày nữa số người này mới được ra hết khỏi khu cách ly. Điều đáng mừng là trong 9 ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Hiện thành phố vẫn dừng ở con số 54 ca nhiễm Covid-19 được xác định, số trường hợp tiếp xúc trong chuỗi lây nhiễm liên quan đến quán Ba Puha là gần 4.500 người hiện đã hết thời gian theo dõi và cũng chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm mới có liên quan đến quán bar này. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến sáng nay, số ca bệnh COVID-19 ở nước ta tính từ đầu dịch vẫn là 268. Như vậy, tròn 24 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận ca bệnh mắc mới. Đáng chú ý, theo dự kiến, hôm nay sẽ có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nặng, bệnh nhân 91 là phi công người Anh có tiến triển tốt, không sốt, thở máy, có nhịp tự thở, kiểm soát rối loạn, đông máu, tạm ổn, x-quang phổi, không tổn thương thêm. Như vậy, đến nay, số ca được điều trị khỏi bệnh và ra viện là 191 trường hợp, 77 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2 là 19 ca.